Chiều ngày 11 tháng 10, ông Nguyễn Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết, chủ đầu tư thủy điện IA Glai 2 là công ty cổ phần Khải Hoàn đã cam kết bồi thường thiệt hại do vụ vỡ đập thủy điện này gây ra. Thông tin trên được ông Lộc đưa ra sau khi ông cùng đoàn công tác Sở Công Thương Gia Lai đến kiểm tra thực tế hiện trường vụ vỡ đập thủy điện IA Glai 2 đang được xây dựng trên suối IA Glai thuộc xã Iaga và xã IAV của huyện Chư Prong. Kết quả kiểm tra cho thấy phần đập bị vỡ là dài hơn 50 mét. Đây là phần tường bê tông được xây dựng thêm phía trên thân đập tràn, không phải thân chính của đập. Nguyên nhân vỡ là do nước mưa đổ về từ thượng nguồn quá lớn, cống không thoát kịp. Do thân đập đang được thi công nên không có chuyện chủ đầu tư tích nước, ông Lộc nói.